Hành trình gần 400 km cùng cha mẹ của Phật Thủ Nhí gây bão cộng đồng mạng. Loạt ảnh đáng yêu của cô bé 3 tuổi cùng bố mẹ vượt đoạn đường gần 400 km từ quê nhà Buôn Mê Thuột đến Gia Lai gây bão cộng đồng mạng. Những ngày gần đây, hình ảnh của một cô bé chưa đầy 3 tuổi cùng bố mẹ thực hiện chuyến vượt gần 400 cây số trên con xế ba bánh không khỏi gây sốt trong cộng đồng mạng. Không ít người tò mò và cảm thấy thích thú trước vẻ ngoài dễ thương và thần thái của cô bé. Thông tin của Phật Thủ Nhí nhanh chóng được tiết lộ. Cô bé tên thật là Trần Quỳnh Như, sinh ngày 6 tháng 9 năm 2017. Gần 3 tuổi, quê nhà ở vùng đất cà phê Buôn Mê Thuột. Những tấm hình cực chất và thần thái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Do đích thân cha mẹ của bé bấm máy. Chị Ngọc Anh, mẹ của bé nói rằng thực chất cả gia đình đã có chuyến đi từ nhà đến Gia Lai để thăm người thân. Với mong muốn đánh dấu quãng đường dài đầu tiên trong cuộc đời của con gái cưng, nên cả hai vợ chồng chị đã quyết định dừng lại ở cột mốc Buôn Mê Thuột 109 km để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá ấy. Chiếc xe thỏ ba bánh dễ thương là món quà mà bé Quỳnh Như được tặng. Chị đã mang theo nó và bỏ ra cho bé tự lái khi dừng lại chụp ảnh. Thế là cô bé dễ thương đã có những trải nghiệm làm Phật thủ lần đầu tiên trong đời như vậy. Ba mẹ 9X cũng chia sẻ rằng con gái tỏ ra vô cùng thích thú khi được cùng cha mẹ vượt qua chặng đường 100 cây số. Vô cùng ngoan ngoãn và xòe tay ra để đón những cơn gió mát mẻ, khi dừng lại để thử trải nghiệm cảm giác tự mình du ngoạn. Quỳnh Như còn phối hợp vô cùng ăn ý với cha mẹ để từ đó có những kiểu ảnh siêu thần thái. Chia sẻ về việc cho con gái mình trải nghiệm những hoạt động có phần hơi quá sức so với tuổi thật của bé như vậy, chị Ngọc Anh thổ lộ, đúng là con mình còn nhỏ thì nên bảo bọc, cưng đựng thế nhưng cũng cần phải cho bé ra ngoài, trải nghiệm và gần gũi với thiên nhiên để luyện cho con bản lĩnh và tính dạn dĩ. Đây cũng là cách mà mình và chồng lựa chọn để dạy dỗ thêm cho con nhiều bài học hơn. Và đó cũng chính là thông điệp mà chị muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh cũng đang có con nhỏ về một cái nhìn mới và thoáng hơn trong việc nuôi dưỡng con cái. Dự tính trong tương lai, cô bé đáng yêu này sẽ còn có dịp được cùng cha mẹ thực hiện thêm các chuyến đi tuyệt vời nữa. Thế nhưng chắc chắn bộ ảnh về chuyến vượt lần đầu tiên đầy đặc biệt này sẽ mãi là một ấn tượng sâu sắc và khó phai mờ với Quỳnh Như cũng như cả gia đình cô bé sau này.